Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tuyển Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tuổi 1946, tuổi Bính Tuất, năm 2023, năm Quý Mão, xây nhà có tốt không? Thì trong nội dung video ngày hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị và các bạn những cái nội dung chính như sau. Nội dung đầu tiên tôi xét là năm 2023, năm Quý Mão thì gia chủ tuổi 1946, tuổi Bính Tuất có xây được nhà hay không? Nội dung thứ hai tôi chia sẻ cùng quý vị là trong trường hợp mà gia chủ mà muốn mượn tuổi ông thổ thì chúng ta sẽ mượn tuổi nào để tốt lành nhất? Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cho quý vị là cái hướng nào tốt nhất để gia chủ 1946 tuổi Bính Tuất xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão, và ở cái hướng nhà nào thì hợp, ở hướng nhà nào thì không hợp. Đó. Nội dung thứ tư tôi chia sẻ cùng quý vị là cái tháng nào tốt nhất để cho quý vị tiến hành công việc động thổ xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão. Đó là những cái nội dung chính mà tôi sẽ chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bước vào nội dung đầu tiên ta xét đó là tuổi 1946 tuổi Bính Tuất năm 2023 năm Quý Mão là có xây được nhà hay không. Thì như chúng ta đã biết đấy, để xây được nhà thì chúng ta sẽ xét trên ba, dựa trên ba yếu tố: một là không bị phạm kim lâu, hai là không bị phạm phong ốc, và ba là không bị phạm tao tai. Những gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, năm 2023 năm Quý Mão là 78 tuổi, thì những người này 78 tuổi sẽ bị phạm vào kim lâu. Bị phạm kim lâu cụ thể đây là kim lâu tử đấy, và hoang ốc thì không bị phạm hoang ốc, cũng không bị phạm tam tai. Đó, như vậy là những gia chủ tuổi Bính Tuất bị phạm một trên ba yếu tố. Vậy nên là gì, quý vị không nên tự đứng ra động thổ xây nhà. Mà trong trường hợp quý vị muốn xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão thì quý vị sẽ mượn tuổi động thổ để cho mọi việc được hay thông thuận lợi. Còn mượn tuổi nào thì năm còn cái việc mượn tuổi động thổ ấy, thì quý vị có thể lên trên kênh để xem lại cái video là các tiêu chí chọn tuổi động thổ năm 2023 năm Quý Mão để biết thêm chi tiết, hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 9119. Đó, quý vị hãy liên hệ với số 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về vấn đề này. Nội dung tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là cái gia chủ 1946 tuổi Bính Tuất thì năm 2023 xây nhà hướng nào là tốt nhất. Thì như quý vị đã biết, những gia chủ tuổi Bính Tuất có cung mệnh là cung ly, cung ly thuộc hỏa, hướng nam đúng không ạ? Như vậy người này có mệnh trạch là đông tứ mệnh. Thì với những gia chủ tuổi đông tứ mệnh thì sẽ có bốn hướng tốt, đó là hướng đông nam, hướng nam và hướng bắc. Đó là bốn hướng tốt với gia chủ tuổi Bính Tuất. Những hướng xấu với gia chủ tuổi Bính Tuất đó là hướng tây nam, hướng tây bắc và hướng đông bắc. Đó là bốn hướng xấu với gia chủ tuổi Bính Tuất. Tiếp theo là trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Tuất mà ở các hướng xấu như là hướng tây là ngũ quỷ, tây nam lục sát, tây bắc là tuyệt mệnh và đông bắc là họa hại, thì đây là bốn hướng xấu mà quý vị cần phải hóa giải. Thì quý vị hãy hóa giải bằng cách là sử dụng một cái gương bát quái tinh cầu. Cái gương bát quái tinh cầu là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng gỗ đào, trên nó có khắc tám quẻ bát quái tiên thiên đó, và ở giữa nó có một cái gương hồ lồi, mặt sau của nó là sử dụng cái bộ tứ linh long ly quy phượng để chấn và một cái phù chấn trạch. Thì đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng. Vị trí là nếu mà quý vị ở trong các hướng nhà như là hướng tây ngũ quỷ, hướng tây nam lục sát, tây bắc tuyệt mệnh và đông bắc là họa hại, thì quý vị hãy treo trước cửa nhà mình một cái gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là sau khi hóa giải xong ấy, thì quý vị cũng cần phải chiêu tài lại cho ngôi nhà. Chiêu tài cho ngôi nhà thì quý vị chiêu tài bằng cách là sẽ sử dụng cái bộ mai hoa phú quý. Cái mai hoa phú quý là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng năm đồng hoa mai, nó làm bằng đồng đỏ và được mạ vàng 18-24K. Đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên để chiêu tài. Đấy. Và nó được kết theo cái lối kết là chiêu tài kết. Đấy. Với hình tượng là ngũ phúc lâm môn hay là phúc đáo lâm môn, thì đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên để chiêu tài, treo trước cửa nhà để chiêu tài cho quý vị. Đó. Và đặc biệt ở phong thủy độc tài, cái gương bát quái tinh cầu với lại cái mai hoa phú quý cùng những các vật phẩm phong thủy khác thì đều được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Mà khi vật phẩm phong thủy mà được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng thì nó mới phát huy được cái công năng phong thủy tốt nhất, mang lại cái tài lộc, mang lại cái may mắn và giúp cho gia chủ có cuộc sống khỏe mạnh và bình an. Đó. Vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vật phẩm của phong thủy độc tài. Tiếp theo, những gia chủ tuổi Bính Tuất mà ở các nhà hướng tốt như là hướng bắc thì được diên niên, đông là sinh khí, nam là phục vị và đông nam là thiên y, thì đây là bốn hướng tốt thì quý vị cũng cần phải chiêu tài cho nó. Chiêu tài bằng cách là sử dụng cái bộ mai hoa phú quý mà tôi vừa nêu ở trên. Đó. Còn năm 2023 năm Quý Mão mà gia chủ muốn xây nhà thì tốt nhất chúng ta nên mời thầy phong thủy về. Khi mời thầy về, thầy sẽ khảo sát, đo đạc và tính toán cho quý vị. Thứ nhất là cái thế đất nhà chúng ta ấy, ở năng lượng chỉ số Bovit có cao không? Có phù hợp với việc xây nhà ở hay không? Nội dung thứ hai là thầy sẽ đo đạc và tính toán xem là cái đất nhà mình có bị phong hay không. Nội dung thứ ba, thầy sẽ khảo sát cái ngoại cảnh xung quanh, đường đi lối lại ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhà mình như thế nào, nó có mang lại lộc hay là mang lại những thứ gì cho cái căn nhà của mình. Đấy. Nội dung thứ tư là thầy sẽ vẽ một cái bản vẽ mặt bằng thiết kế công năng phong thủy chuẩn phong thủy, là từ những cái việc là thiết kế cổng
cổng ở đâu này, cửa chính ở đâu này, cửa phụ ở đâu này, và cửa nào thu tài lộc này. Và thầy sẽ thiết kế cái chọn các vị trí đặt bếp, đặt bàn thờ, đặt phòng ngủ, đặt nhà vệ sinh, đặt bể phốt, hố ga, vân vân. Đấy, đặt ở những vị trí nào để có được cái tài lộc. Nội dung tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tháng tốt để chúng ta tiến hành xây nhà cho tuổi Dậu, tuổi 1946 là tuổi Bính Tuất. Đó, thì như quý vị biết, đất thì có vận đất mà người có vận người. Để xét xem một tuổi để xây nhà tháng nào tốt thì chúng ta xét cho vận đất. Đó, những tháng mà có cát tinh đao đến thì chúng ta tiến hành xây thì sẽ được hanh thông thuận lợi. Đầu tiên ta xét là hướng Bắc. Hướng Bắc sẽ có Bát Sơn ở Nhâm Tý Quý. Nếu mà gia chủ tuổi Bính Tuất mà ở vào cái hướng Nhâm, tức là độ số từ 337,5 độ đến 352,5 độ, thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Trong trường hợp gia chủ mà ở vào Sơn Tý từ 352,5 độ đến 7,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Nếu mà gia chủ ở Sơn Quý từ 7,5 độ đến 22,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 12. Đó là hướng 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 Bắc. Hướng thứ hai ta xét là hướng Đông Bắc. Đông Bắc sẽ gồm ba sơn là Sửu, Cấn và Dần. Đấy, nếu mà gia chủ ở Sơn Sửu từ 22,5 độ đến 37,5 độ thì chúng ta xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Trong trường hợp gia chủ mở vào Sơn Cấn từ 37,5 độ đến 52,5 độ thì sẽ xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Nếu mà gia chủ ở Sơn Dần từ 52,5 độ đến 67,5 độ thì sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 12. Đó là những nhà hướng Đông Bắc. Hướng thứ ba ta xét là hướng Tây Bắc. Tây Bắc sẽ có ba sơn là Tuất, Càn và Hợi. Độ số từ 292,5 độ đến 337,5 độ. Nếu mà gia chủ ở vào Sơn Tuất từ 292,5 độ đến 307,5 độ thì quý vị xem tháng 1, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Nếu mà gia chủ ở vào Sơn Càn từ 307,5 độ đến 312,5 độ thì quý vị xem vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Trong trường hợp quý vị ở vào Sơn Hợi từ 302,5 độ đến 337,5 độ thì sẽ làm vào tháng 1, tháng 3, tháng 5 và tháng 12. Đó là những cái tháng tốt để xây nhà cho những nhà hướng Tây Bắc. Quý vị lưu ý là trong năm 2023 năm Quý Mão thì hướng tất cả các nhà hướng Tây Bắc đều bị phạm vào cái ngũ hoàng đại sát. Vậy nên là quý vị nên mời thầy phong thủy về để thầy khảo sát đo đạc và tính toán cho quý vị trước khi xây để mọi việc được hanh thông thuận lợi. Đó. Hướng thứ tư ta xét là hướng Đông. Hướng Đông sẽ gồm ba sơn là Giáp, Mão, Ất, đúng không ạ? Thì nếu mà gia chủ ở vào sơn Giáp từ 67,5 độ đến 82,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Nếu mà gia chủ ở vào sơn Mão từ 82,5 độ đến 97,5 độ thì sẽ xây vào tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Trong trường hợp gia chủ ở vào sơn Ất từ 97,5 độ đến 112,5 độ thì sẽ xây vào tháng 1, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Đó là những tháng tốt để xây nhà hướng Đông. Hướng tiếp theo là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam sẽ gồm ba sơn là Thìn, Tốn và Tỵ. Nếu mà gia chủ ở vào sơn Thìn và sơn Tốn, tức là từ 112,5 độ đến 142,5 độ thì chúng ta xây vào tháng 2 âm lịch. Nếu mà gia chủ ở vào sơn Tỵ từ 142,5 độ đến 157,5 độ thì sẽ xây vào tháng 7 âm lịch. Hướng thứ 6 ta xét là hướng Nam. Hướng Nam sẽ có ba sơn là Bính, Ngọ và Đinh. Nếu mà gia chủ ở vào sơn Bính từ 157,5 độ đến 172,5 độ thì sẽ xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Trong trường hợp gia chủ ở vào sơn Ngọ từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì sẽ xây vào tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Nếu gia chủ ở vào sơn Đinh từ 187,5 độ đến 212,5 độ thì sẽ xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Đó. Hướng thứ 7 ta xét là hướng Tây Nam. Tây Nam sẽ gồm ba sơn là Mùi, Khôn và Thân. Nếu mà gia chủ ở vào sân Mùi từ 202,5 độ đến 217,5 độ thì chúng ta xây vào tháng 2, tháng 9 và tháng 11. Nếu gia chủ ở vào sân Khôn và sân Thân, độ số từ 217,5 độ đến 247,5 độ thì chúng ta xây vào tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Đó là những tháng tốt xây nhà hướng Tây Nam. Hướng cuối cùng ta xét đó là hướng Tây. Hướng Tây sẽ gồm ba sơn là Canh, Dậu, Tân. Độ số từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Năm 2023 năm Quý Mão thì những nhà hướng Tây sẽ xây tốt vào những tháng tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đó là những cái tháng tốt xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão với những gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số 0989349119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.